Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của anh Trung Channel nhé. Trên tay của mình đây đang là chiếc điện thoại iPhone XS Max nha các bạn. Thì cái máy của mình thì nó đang ở cái phiên bản iOS là 18.2 nha các bạn, beta 2. Thì mình mới lên cái phiên bản beta 3 nha. Thì mã của nó là 22C5131E. Nếu mà các bạn từ cái phiên bản beta 2 lên thì nó sẽ rơi vào khoảng 700 MB. Thì nó cũng chỉ là một cái bản cập nhật để sửa những cái lỗi và nó cài là lại ổn định hơn so với cái bản iOS 18.2 beta 2 mà thôi. Đấy, tuy nhiên là mình mới lên lúc cách đây 50 phút gì đấy mà máy của mình lúc mới lên xong cảm giác nó hơi ấm luôn nha, nó lại cũng không nóng nha. Đấy. Còn mình trong cái video này thì mình lại sẽ nói về iOS 18.2 nha. Thì trước đây mình có làm về iOS 18 thì mình cũng quên chưa nói với các bạn một số cái tính năng mà mình phát hiện ra được. Thì mình mới phát hiện gần đây đó là có cái tính năng nào các bạn có thể thấy là các bạn bấm một cái nút nguồn này hoặc là các bạn bấm một cái nút tăng giảm âm lượng là nó sẽ có một cái đen đen nó nhảy ra. Đấy, ví dụ các bạn bấm này thì có cái thanh âm lượng nó nhảy ở đây rồi thì các bạn sẽ không thấy này. Đấy, nhưng các bạn mới bấm cái là nó sẽ có một cái đen đen nó nhảy bên mép ra này. Đấy, nó tạo cái hiệu ứng là nó cảm giác như kiểu các bạn đang gạt vào cái nút của nó ấy. Đây, còn hoặc là các bạn bấm hai cái nút này cái là các bạn dễ nhìn thấy nhất này. Đấy. Đấy, bấm hai cái nút này là thấy nó đen nó nhảy ra này, nó có một cái vệt đen nó nhảy ra. Nhưng mà khi mà chụp ảnh màn hình thì nó cũng sẽ không để lại cái vết đấy nhé. Nó chỉ là một cái vết để cho các bạn biết là các bạn đã bấm vào đấy thôi. Đấy, thì đấy là những cái thay đổi nhỏ về những cái giao diện của nó thôi. Còn trong cái phiên bản iOS 18.2 beta 2 thì mình thấy khi mà mình lên nhóm bữa bằng cách kia mình thấy là nó cũng khá ổn định. Và pin của nó thì hao vẫn khá là nhanh nha các bạn, khá là nhanh thôi nhưng không quá nhanh. Đấy là phiên bản beta 2. Và tiếp đến là cái hiệu năng của nó chơi game thì nó cũng tương tự với cái bản iOS 18.1 thôi, nhưng mà nó sẽ mát máy hơn một chút và nó ổn định hơn một chút so với bản 18.1 beta 1. À, 18.1 chính thức nha. Đấy, tuy nhiên là cái phiên bản iOS 18.1 ấy, thì các bạn có thể thấy là khi mà mình sử dụng cái bàn phím của nó nhé, thì các bạn vào cái bàn phím này các bạn gõ này, ví dụ như mình gõ A B C D X Y Z thì đấy thì lúc đấy là nó sẽ cảm giác nó bị giật, nó hơi giật thôi, nó không bị đứng bàn phím nhưng nó hơi bị giật. Còn lên cái phiên bản iOS 18.2 beta 2 thì cái bàn phím của nó đỡ bị giật hơn, nhưng mà các bạn gõ thì lâu lâu nó vẫn kiểu một số app thì các bạn gõ nó bình thường, trên chu hoạt động bình thường, không tự nhiên nó đứng một cái luôn, nó đứng hẳn luôn, xong nó lại bình thường. Đấy. Tiếp đến là có một cái lỗi nữa là ở trên cái phiên bản iOS 18.1 hay 18.2 beta 2 mình cũng thấy là nó có một cái lỗi là khi mà mình không hiểu sao là các bạn vào trong game đúng không? Các bạn vào lên quân chẳng hạn, thế các bạn đang bấm vào cái mục này cái xong bắt đầu các bạn bấm dấu X đi ra thì nó bị đơ. Nó bị cho đơ trong cái mục đó một hồi, xong khoảng 3 4 giây nó lại giật ra cái màn hình chính giật ra cái giao diện game, sảnh game ấy. Đấy. Ví dụ như thế thì mình thấy là cái phiên bản iOS 18.2 beta 2 thì nó chỉ cải thiện hơn so với cái phiên bản iOS 18.1 chính thức ấy, là nó kiểu sao nó đỡ lag bàn phím hơn một tí thôi, chỉ một tí thôi, nhưng mà lâu lâu nó bị đứng một tí nhưng mà nó lại bình thường. Nói chung là mình bấm sẽ đỡ khó chịu hơn so với phiên bản iOS 18.1. Đấy, còn tiếp đến là cái phiên bản iOS 18.2 thì theo mình lên ấy, beta 2 ấy, mình lên thì nó giới thiệu về cái tính năng đây các bạn có thể xem vào đây, nó có cái giới thiệu về cái tính năng của cái Siri sẽ cài đặt bằng tiếng Anh AU gì cái các thứ đấy. Thì này nó có tiếng Anh AU, English UK, English CA gì này, và nó còn cả có cái Apple Intelligence Intelligence gì đấy đấy. Nó có những cái tính năng mới đấy mà nó lại chỉ hiệu quả trên cái iPhone 15 Pro đến Pro Max và 16 thôi. Đấy, nó lại không có hiệu quả trên những cái iPhone thấp hơn nha. Tiếp đến là nó không có tính năng gì mới khác cả, nó chỉ có một vài thay đổi nhỏ vậy thôi. Đấy. Thì còn hiệu năng của nó thì chơi game thì vẫn khá ổn. Còn cái phiên bản iOS 18.2 beta 3 này mình cũng vừa mới lên thôi các bạn ạ. Thì mình mới lên thì nó mát máy, mình không thấy nó bị nóng. Còn chơi game thì mình sẽ test sau trong các video tiếp theo nha. Trong cái video này mình cũng chỉ nói qua đấy, thì lên cái iOS 18 các bạn thấy là nó thay đổi giao diện trực quan cực kỳ tốt luôn. Đấy, về cái màu sắc icon của nó trên những cái trung tâm điều khiển nó thay đổi này. Đấy, còn nó còn cho các bạn vuốt qua vuốt lại những cái tiện ích khác này. Đấy. Màu sắc nó có những cái màu sắc khác nhau ở trên những cái thanh độ sáng các thứ này. Icon nó cũng thay đổi đi. Đấy, còn trong cái mục ảnh này thì các bạn có thể thấy là nó tô chia các mục ra rất là rõ ràng như thế này nhá. Và nó cho các bạn có thể sắp xếp được những cái mục này luôn nha. Các bạn có thể giữ và các bạn di chuyển muốn lựa chọn điều khiển của nó, ví dụ như hiện cái nào cái đấy nó rất là rõ ràng nha. Nói chung là nó sẽ trực quan hơn rất là nhiều và nó cũng khá giống Android. Đấy. Thì nói chung tổng thể trong cái phiên bản iOS 18.2 beta 2 thì nó chỉ thay đổi là nó đỡ lag phím hơn so một chút xíu so với iOS 18.1.
pin của nó thì cũng tốt hơn một chút xíu thôi, nhưng mà hiệu năng của nó thì cũng xem không quá nhiều đấy, và chơi game thì nó cũng hơi nóng, không quá nóng đâu nhưng mà hơi nóng đấy. Thì đấy là những cái cảm nhận của mình về iOS 18.2 beta 2. Thì video này của mình đến đây là kết thúc nha, xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.